cả các anh chị em và các bạn, thì hiện tại Vi đang đứng trước cái căn nhà mà khách của Vi mới mua được. Thì hôm nay Vi sẽ video cái căn nhà này cho khách của mình xem, sẵn tiện cho các anh chị em xem luôn nhà ở Tắc Xịt như thế nào nha. Cái căn nhà này á là, mà để tí nữa Vi bật mí sau, bây giờ mình hãy vào bên trong mình xem ha. Đây là phía trước của căn nhà đó. Thì cái người khách này của Vi á, họ mua nhà nhưng mà họ chưa có xem được, và Vi đi xem cho họ luôn, mà cái offer cũng đã nhận được rồi. Căn nhà này là tất cả các mặt gạch xung quanh nè, ở phía trước á, các cẳng đá rất là sang đó. Mà nhà này là của Mỹ trắng nên họ giữ gìn cũng rất là kỹ. Ở phía trước là có các gạch đi vô nè, xong rồi cửa trước cũng 8 feet, rất là cao đó. Bước vào trong á thì trần nhà cao, trần nhà này chắc là cỡ 11, 12 feet gì đây đó. Ở dưới là gạch, gạch mà gạch bự nữa. Rồi đi lên xíu, phía bên này á là có một cái phòng ở trước nè. Mình mở điện đó, cái phòng ở trước các cửa sổ. Mình làm phòng thờ cúng hay là phòng ngủ gì cũng được nè. Ở sàn nhà đó là bằng bằng gỗ. Ở trong đây có cái walk-in closet ở đây đó. Rồi đi xuống dưới này á, ngay đây là có cái chỗ mà để đồ. Rồi cái full bath, cái full bath ngay đây. Cái nhà này trần nhà rất là cao. Rồi đi xuống một xíu nữa thì phía bên này là cái chỗ mà mình làm cái phòng ăn. Cửa sổ rất là sáng sủa luôn. Rồi phía bên này sẽ là cái gara ngay đây. Thì hiện tại họ đang dọn dẹp để move á. Gara. Rồi một phòng ngủ bên trong nữa. Nhà này là không có thảm nha. Đó. Cái phòng ngủ này cũng bằng gỗ luôn. Rồi cái máy giặt máy sấy ở đây. Rồi cái phòng ngủ này có cái closet ở trong này. Tất cả cửa ở trong này đều là 8 feet, cao ráo. Đây là chỗ bathroom. Bathroom share từ cái phòng này. Cái nhà tắm ở bên trong đây. Share chung với cái phòng bên này. Đó, thì họ đang vẫn còn đang ở. Thì mình chỉ quay sơ sơ thôi. Đó. Là nãy giờ mình đi hết 3 phòng rồi ha. Đó, mình nhìn lại chỗ này nè. Đẹp chưa? Họ đóng crown molding rất là sang trọng. Vị khách của Vi là chưa có xem căn nhà này luôn, chỉ coi qua hình thôi đó. Nhưng mà ok, để Vi bỏ offer và đã được nhận cái offer này rồi. Này, cái nhà bếp nè. Nhà bếp thì cũng built in appliances bên đây. Rồi Vi cũng có negotiate để lại cái tủ lạnh máy giặt máy sấy cho anh chị. Đó, nên nhà này sẽ có tủ lạnh máy giặt máy sấy lúc mua luôn. Cái bếp họ làm rất là sang. Cái kiểu tủ này rất là sang. Đó. Rồi cái chỗ rửa chén với cái bếp là không đối diện, nó xéo xéo nè. Anh chị thấy nhà sẽ rất là thích đây. Rồi từ nhà bếp mình nhìn qua đây á, là đi lên cái phòng ăn chứ. Đó. Bên đó. Built-in appliances luôn. Rồi cái cửa đi ra phía sau. Cửa trước và cửa sau không đối diện nha. Đó. Ở đây nó có cái high bar nè. Mình có thể làm cái chỗ ngồi.
Rồi, bây giờ mình đi vào cái phòng master mình xem. Ở phía ngoài là gạch hết, ở trong phòng là thảm. Đó, master mình cũng soi sơ sơ thôi, tại vì người ta cũng vẫn đang ở đó. Cái nhà tắm nè, tắm nằm ở đây, rồi tắm đứng bên kia, rồi cái chỗ kia là cái toilet, rồi walk-in closet bên này, nhưng mà ở cả đồ, rồi cái sink, một sink ở đây, một sink bên kia. Phòng rất là sáng tại vì các cửa sổ đó, mình cũng không cần mở điện nữa. Tí nữa Vi sẽ chia sẻ giá cả luôn nha. Đây, bây giờ mình đi ra phía sau. Phía sau thì có cái patio rất là gọn. Sân thì cũng vừa chứ không có nhỏ. Đó. Nhà bốn mặt gạch xung quanh. Ok. Mình đã xem xong cái căn nhà này của người khách của Vi mua được. Và cái giá của căn nhà này là 425.000 của thành phố Katy. Zip code là 77494. Và diện tích của căn nhà này là 2.500 square feet, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Và miếng đất là hơn 6.000 square feet lot. Thuế ở đây là 2.6%. Nếu mà anh chị nào muốn mua nhà để ở hay đầu tư, hãy gọi cho em. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Cái căn nhà này rất đẹp, anh chị mua nhà cái căn này sẽ rất là thích.